in một vùng dữ liệu ở tất cả các sheet Excel khác nhau. Liệu bạn có nhìn thấy bản thân mình trong clip này? Như là khi bạn muốn in vùng bảng này ở tất cả các sheet trong file Excel. Đặc điểm ở đây là chúng nằm trên cùng một vùng dữ liệu. Nhưng cái cách mà bạn vẫn làm là bôi đen và in lần lượt từng vùng trong từng sheet một. Ôi trời ơi. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ chưa có. Đài tin học, như luôn vào đi nào. Nếu như bạn cần in cùng một vùng dữ liệu ở tất cả các sheet, việc đầu tiên, hãy chuột phải vào một sheet bất kỳ, chọn Select All Sheets. Lúc này, các sheet đã được nhóm vào nhau. Giờ chỉ cần bôi đen vùng dữ liệu cần in ở một sheet bất kỳ, bấm Ctrl P để in ấn. Tại đây thì các bạn chọn vào Print Selection và in thôi. Chúc các bạn thành công! Comment phía bên dưới để được cập nhật thêm các mẹo tin học văn phòng khác nữa nhé! Có phải bạn đã nhiều lần gặp trường hợp này? Kính gửi sếp, em xin gửi email này để chính thức thông báo với anh rằng em sẽ chính thức rời vị trí trưởng phòng làm màu của công ty kể từ ngày 29 tháng 2, 2023. Chi tiết đã được trình bày trong file đính kèm. Trân trọng. Ê, thế nhưng mà... Vẫn cái tính nét ngang ngược nên cuộc đời yên bình quá không chịu được. Cứ phải gửi email xong mới phát hiện ra lỗi. Bình thì hình như là bạn bị lag sao nào. Nhưng mà có một cách này dù không giúp được gì nhiều nhưng mà sẽ giúp bạn hạn chế đi đáng kể những lần lộn quần tiếp theo. Thử nhá. Chắc các bạn cũng để ý, mỗi lần gửi mail xong sẽ luôn xuất hiện thông báo có thể hủy gửi ở đây. Nhưng thường thì chức năng này sẽ biến mất trong nháy mắt khi chúng ta còn chưa cả kịp định hình được lỗi sai. Vậy thì hãy ghi nhớ cách sau đây nhé. Trong email, hãy bấm vào cài đặt ở hình răng cưa này, chọn vào xem tất cả chế độ cài đặt. Ở phần hủy gửi này, thay vì để 5 giây như mặc định, các bạn hãy kéo dài thời gian hủy gửi dài nhất có thể. Ở đây thì mình sẽ thay đổi thành 30 giây. Đừng quên kéo xuống và bấm lưu thay đổi nhé. Vậy là sau khi gửi thư xong, các bạn sẽ có hẳn 30 giây để thay đổi cuộc đời. Tuy có ngắn, nhưng nửa phút cũng đã đủ để cho chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình rồi chứ. Chữa cháy thế thôi, chứ gửi mail quan trọng, nhớ chú ý check lại cẩn thận trước khi gửi nhé.